Hôm qua tại Hà Nội, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi hội thảo khoa học chuyên đề Chuyển đổi số báo chí Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn với gần 80 chuyên gia, nhà báo, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí truyền thông tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến. Cục Báo chí cho biết trong xu hướng công nghệ hiện nay, báo chí buộc phải lên không gian số, độc giả tiếp cận của các cơ quan báo chí một cách ngẫu nhiên qua những thuật toán tin tức được gợi ý. Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của cơ quan báo chí. Một số cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới trong việc áp dụng khoa học công nghệ, phát triển dịch vụ, nhưng chuyển đổi số báo chí toàn diện còn chưa rõ nét, do đó chưa đủ sức cạnh tranh với các dịch vụ mới xuyên biên giới. Chúng ta không phải chỉ có thay đổi cách làm nội dung, mà còn phải thay đổi cái cách phân phối và kiểm soát được việc phân phối nội dung, cũng như là phải có được những thông tin rất là quan trọng về cái việc là độc giả, khán thính giả của mình trên không gian số bây giờ họ là những ai, họ có nhu cầu gì và phải phục vụ họ như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng thay đổi về công nghệ làm báo, thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả nên không còn con đường nào khác là số hóa, chuyển đổi số. Ngoài cái cơ báo chí thì chúng ta cũng có thể thấy là trên thế giới bây giờ có hàng tỷ các cái trang nội dung khác. Và nếu báo chí không tích cực chuyển đổi và hiện diện hiệu quả trên các nền tảng mới thì chúng ta sẽ mất độc giả, khán thính giả vào tay những cái người khởi tạo nội dung khác. Chủ trương thì bao giờ cũng đúng và rất là kịp thời, nhưng mà để thực hiện được thì tôi nghĩ là cần phải có cái sự đồng bộ và cái sự thống nhất ở trong tư tưởng của từng người. Và đặc biệt là kể cả tư tưởng thống nhất rồi nhưng cơ sở hạ tầng nó chưa đủ, chưa đáp ứng thì câu chuyện là lực bất đồng tâm là câu chuyện mà không phải lần đầu tiên chúng ta đối diện. Hội thảo đã tập trung đi sâu vào các vấn đề đặt ra trong việc triển khai xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới, đồng thời đưa ra những đề xuất tới cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng dẫn dắt chuyển đổi số báo chí một cách phù hợp.